mà năm nay không biết sao mà cái nước cạn trên này khá nhiều lắm. Cạn tới nỗi mà khu vực này là lúc trước là cá là có thể là bơi qua phía bên cái hồ này luôn, mà đợt này là không có, nó cạn hết trơn luôn. Mình đứng trên cầu mình nhìn xuống cũng toàn là đá và đá với cát. Hôm bữa mình đi sông Hỷ cái đó từng cho cá ăn chỗ này là cái gì? Khi mà nước lên á thì cá sẽ bơi ngược lên, bơi hết nổi. Giờ chị ở phía bên đó, ở bên nào có nước thì ở bên đó có cá. Giờ sao đi sông Hỷ? Đâu? Ui trời. Trời ơi, cái mình nó kìa. Ôi nó khủng lồ luôn á. Sông Hỷ xin kính chào ông bà cô chú và các chị đang xem kênh Sông Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Sông Hỷ đang có mặt tại núi Cấm, An Hảo, Tịnh Biên nha cả nhà. Thì hôm nay thì Sông Hỷ cũng muốn là chia sẻ đến tất cả các cô chú anh chị, khi mà đi núi Cấm á, một là mình đi cáp treo, hai là mình đi bằng xe gắn máy hoặc là đi bộ thì đi như thế nào. Thì hôm nay thì Sông Hỷ xin lựa chọn một cái phương án, đó là đi từ xe gắn máy từ dưới chân núi đi lên đỉnh núi. Và hôm nay mời cả nhà cùng khám phá với Sông Hỷ nha. Hôm nay mình Sông Hỷ sẽ chia sẻ chi tiết về cách mà để đi bằng xe đường bộ, của xe Honda như thế nào, và có một hiện tượng rất là lạ lên núi núi Cấm gì. Ủa gì hả? Và hôm nay thì Sông Hỷ sẽ đi xe gắn máy nha, và trên tay của Sông Hỷ là đang có một cái nón bảo hiểm này. Và bây giờ mình sẽ cùng với các anh đi lên trên đỉnh núi bằng con xe gắn máy nha. Let's go. Rồi bây giờ thì Sông Hỷ sẽ bắt đầu là trèo lên xe này. Và trước khi đi là mình sẽ đội nón bảo hiểm này để đảm bảo an toàn cho bản thân của mình. Bây giờ thì mình sẽ đi mà vẫn đem theo một ly cà phê sữa nè, em gửi nha. Ủa cái nón này là của anh nào ta? Ok. Bây giờ thì mình sẽ lên xe nha. Chắc mình sẽ đi bộ qua cái cổng quá. Ok. Đây. Anh chạy chậm nha.
Tầm khoảng 5 phút ha.
chợ May á, bán hàng xong rồi tiến về thấy giao gần đó. Bánh xèo Quy Hoàng hả? À, sông Hỷ thì đang đứng trên hồ Hỷ Liêm. Hồ Hỷ Liêm này thì trước Tết thì sông Hỷ cũng có ghé rồi, mà tình hình nó thì hôm nay thì nước khá là cạn nha, nước cạn lắm luôn á. Mà cái đường đi từ ở dưới chân núi mà đi lên trên này thì con đường được cũng đỡ mở rộng, mình cũng dễ dàng mình đi, mình không có bị nhỏ hoặc là đường khó đi như mọi lần. Mọi lần đi là sợ lắm, cái đường nhỏ xíu mà nó không chưa có mở rộng á. Đường này thì đi cũng khá là an toàn, và các anh chạy cũng tay lái thì thường thì được các ở trong khu vực tham quan này thì người ta tuyển những bác tài và có bằng cấp rõ ràng, mặc những cái trang phục của bên gọi là công ty du lịch, công ty du lịch, và thường sẽ có những cái áo màu xanh cho trang bị đầy đủ. Hôm nay thì mình Sông Hỷ nghe thông tin là cái hồ đó nước cạn nhiều luôn á, nên muốn lên chia sẻ cùng quý vị khán giả cho Sông Hỷ á. Đây. À, mà năm nay không biết sao mà cái nước cạn trên này khá nhiều lắm. À, cạn tới nỗi mà khu vực này là lúc trước là cá là có thể là bơi qua phía bên cái hồ này luôn, mà đợt này là không có, nó cạn hết trơn luôn. Mình đứng trên cầu mình nhìn xuống cũng toàn là đá và đá với cá. Hôm bữa mình là Sông Hỷ cái đó từng cho cá ăn chỗ này nè chú gì? Có cho ăn bên này rồi. Cạn khô luôn. Bữa nay là cạn khô luôn. Không biết năm nay như thế nào mà nước thì cạn rồi. Cái tình trạng mà đây, nước bây giờ nó cạn, giờ nó mọc cây luôn vậy. Đây. Hay bây giờ là hành trồng cây cỏ luôn. Nước chỉ còn ở khúc giữa này, giữa nó hồ. Nó chỉ còn động lại xíu à. Ô mà hồ. Hình như có cá dưới đó luôn hay gì á. Nước cứ lăn tăn. Đây là hồ Thủy Liêm ha Sông Hỷ. Hồ Thủy Liêm. Ờ, và hồ đây này là lần đầu tiên mà Sông Hỷ được đứng tại giữa hồ. Đây là giữa hồ nha cả nhà, chứ không phải là ở trên bờ nữa, mà giữa hồ, giữa cái hồ cá Thủy Liêm. Mà mỗi năm là cái hồ đây là không có, mình không có đứng được luôn. Mà vậy năm nay nước cạn dần luôn. Du khách đang cho cá ăn nè, bây giờ nước cạn trên rồi. nước cạn trên, thường là trên cầu là mình có thể cho cá ăn được, mà giờ là đâu có cho cá ăn được, phải đi xuống. Nếu mà cho cá ăn có đi ra ngoài kia, đi ra Mỹ túc Mỹ đằng kia luôn. Đây cạn hạn khô luôn. À, cạn khô luôn á. Thường là mình ở trên cầu là mình có thể là cho cá ăn được, quăng đồ ăn là cá ăn được. Còn giờ là thả trên cầu là hầu như là không có gì. Ui, mấy con nồng nọc nè. Mấy con nồng nọc cái gì nè. Đây con cá. Con cá nhỏ, cá con á. Cá này hình như là cá rô phi. Ở chỗ nào thì nó sẽ động lại rồi nó sẽ ở đó thôi. Nhưng mà nó ở chỉ trong khu vực này không à, nếu mà nó cạn nữa là nó chết nhiều luôn á. Đây là mà được đứng dưới chân cầu nè. Hôm bữa là mình đứng ở đây mình cho cá ăn nè. Đúng rồi Sông Hỷ. Hôm bữa ở đây nè. Đây là mực nước cầu rồi Sông Hỷ. Mực nước cầu thông thường là nó nằm ở đây. Mà sao mà bữa nay mà chỉ từ Tết tới giờ mà nó khô rõ rệt luôn á. Và chỉ còn có một lõm nhỏ ở phía bên cái hồ bên kia thôi. Nên là mấy em cá là sẽ không có bơi được vào trong này. Kìa, cái tội nghiệp ha. Cái hồ bị thường thì cái nơi mà nó bơi á thì nó rộng, nó bơi vô tới trong này nó kiếm đồ ăn. Còn bây giờ tuốt trong Mỹ trong này thì có nhiều du khách người ta sẽ lười để mà lội ra ngoài này. Thì cái phần thức ăn thì sẽ giảm lại đáng kể luôn. Đây là các em sẽ tụ lại một chỗ nước thôi nè, động nước rồi nè. Nước bữa nay đục lắm. Các em chắc thiếu nước chứ à. Thiếu nước trầm trọng luôn. Cả nhà ơi, nước thì ít mà đồ ăn thì phải có. Mà Sông Hỷ đứng đây nãy giờ là chưa cho ăn nha. Mà cả nhà thấy là nãy là lúc mà mình quay là không thấy gì hết trơn nha. Giờ là cứ lừ hết trơn. Vậy là không mua được ăn cũng phải mua. Nên là Sông Hỷ cũng nhờ anh Caramel mua 10 bịch thức ăn, mình sẽ rải cho mấy em ăn. Tại vì này giống như là có duyên đi, mình đi lên đây mình gặp mấy em vậy mình cũng thấy tội. Thôi giờ mình trải nghiệm cho cá ăn nha.
người ta không có xuống đây cho mày ăn đâu, xa lắm. Ôi, cái con cá chê kìa, nó chỉ đưa cái miệng lên. Cá chê quá to rồi nè. Ôi, cái đầu nó bự quá kìa. Cá chê chắc trên 10 kg trong ấy. Nè, to lắm. Ôi, to, nó đụng à, nó đưa cái miệng nó lên thôi. Ôi, nè, 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 nó bự. Nó bự tổ hằn luôn á. Hai con bự nữa nè, ui. Nó bự quá, nó chen không được, nó uống nước không à. Đây, 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 đây. Cá bự lắm. Lần đầu tiên mà được đứng giữa hồ mà rải thức ăn cho cá không ha. Đúng rồi, nhiều lắm luôn á. Ôi kìa cá chép, cá trắng kìa. Cá về tại nước ít quá vậy nên nó chen chút đặc sệt luôn. Lần đầu tiên mình thấy cá chê to như này ở trên đây vậy đó. Một bọc cuối cùng nha. Quá nhiều luôn. Ôi trời 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 trời, em này bự to đùng luôn. Wow. Kìa. Thông thường là người ta sẽ rải từ từ từ, rồi xong hỉ là bọc bọc rải một lượt một. Nhưng mà mấy em đói quá nên rải cũng đúng rồi. Cái em ăn nó nhiều xíu. Mày là không bao nhiêu là đủ hết, một bao là chắc chắn cũng không đủ. Kìa ngoài kia vẫn còn bơi vô, nó kìa bơi vài, vô. Nếu cho ăn một ngày có thể là vài trăm ký là bình thường. Còn một bọc mà mấy em nó dạng lắm nha. Mình đứng đây thôi là nó đã đi tú vô đây rồi rồi. Bởi vì mọi người cứ cho nó ăn thường xuyên á nên là nó dạng. Mỗi năm mình nước có rút như vậy không chị? Năm nay không. Mỗi năm nó không có đâu, năm nay nó thêm nhận giờ. Nếu mà theo chị biết á là bao nhiêu năm mà nước mới rút như vậy chị? Bao nhiêu năm mà rồi nước nó mới cạn như vậy? Không, hồi sáng giờ á, không, năm ngoái năm nay thôi. Năm ngoái năm nay thôi mà nó cạn như vậy? Rồi mấy năm trước có cạn không chị? Không, cách bé. Cái lần gần nhất mà cạn vậy là bao nhiêu năm mà chị? Cũng cách đây cũng năm trước rồi, năm trước mà cạn bé thôi. Không rút gì đâu. Không rút sâu. Tại vì ta xài đó, ta xài quá, xài đã ống đó chị thấy không? Ống đó, ta xài. Ống hả? Ừ, ống ta rút đó. Chứ không có cạn gì đâu. Nghĩa là cũng cho người dân xài một phần. Ờ đó, dân mình xài chứ nước nó cạn gì đâu, anh thấy ống nó đặc thập đó. À, có nghĩa là ống nhiều quá một, là rút phần nước. Ít cũng do người dân nó xài à, nước nên rồi, nó mau cạn hơn bình thường. Như phần lớn là cũng do thời tiết. Ừ, đúng rồi nè. Thời tiết tới giờ là nó cạn nhiều đó. Hôm bữa em đi lên chị nhớ em mua không? Em chỉ đứng ở chỗ này em cho nè. Ờ đúng rồi. Mà bữa nay tuốt mỹ dưới này. Cạn mà rõ rệt luôn á. Mà hôm nay khách du lịch đông hả chị ha? Ừ, khách du lịch đông. Người ta coi chị mua đó nước ở đây nè. Ờ, đúng rồi. Có Tết giờ đó, chị thấy Tết giờ không muốn gì. Tết giờ mà nhìn thấy khác rõ rệt. Anh thấy ống nào người ta xài con nửa, không nói ta bút quá. Ừ. Giờ chị sẽ bán cho Sông Hỷ cái giá mà vừa bán vừa tặng Sông Hỷ. Tại vì cũng bà con An Giang không à. Bà hiểu không? Hiểu luôn đó. Mình muốn đi mà mấy em cũng không chịu đi, mấy em cứ lãng vảng đi hoài thôi. Ai lên đây thì ủng hộ chị nha. Dạ, để ủng hộ thức ăn cho cá vậy ha. Thức ăn cho cá, cảm ơn luôn. Mấy em bán được. Ui. Con cá chê ở hồ này là tầm 10 kg không chị? Dạ, được. Em thấy quá to rồi nè. Ôi kìa cái đầu nó kìa trời. Cá chê khổng lồ.
nó nút cả chục cả chục rồi. Nhiều lắm, nó chơi nhiều lắm, không hết đâu. Hôm nay cũng có duyên nghe thông tin là hồ cạn quá thì lên cho cá có tình hình sao. Mình thấy mấy em cá này tội nghiệp quá. Đúng rồi. Cái này kia là cứu đói thôi, phải cứu khổ. Cứu đói. Cứu đói là mình chỉ cứu được một ngày thôi. Cứu khổ thôi, cứu cả cuộc đời nữa. Yeah. Hôm nay bớt ăn một bữa cho mấy em ăn. Chứ ngoài đi tốt kiên mị, ngoài ra ngoài này người ta lười lắm, người ta không ra đây đâu. Vừa nắng mà vừa mệt, yeah, vừa nắng mà vừa xa. Em vô tới trong bờ ăn luôn nè. Wow. Dài sập cái sông ấy. Đâu 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 đâu. Ui trời 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 trời. Đó. To ha. Trời ơi cái mình nó kìa. Ôi nó khủng lồ luôn á. Nó khổng lồ luôn á, nhỏ cái đâu. Đó là mình ôm không nổi đâu, xong ấy nó mạnh lắm. Đi đi, hết đồ ăn rồi. Nhìn nhìn cá chê thì thích quá. Ôi kìa cái đầu nó kìa, phải mà mình đụng được nó ha. Xạo quá. Xong ấy cứ cho ăn nó lại được, nhưng mà sợ nó tám. Cái con này thì nó hiền nè, cái con này nó hiền nè. Tới nè, đó. Đó. Ôi nó bụng, thôi. Ôi nó to mà nó dày sọc luôn á. Đây. Dạng lắm nha. Ôi bà đừng có tưởng đồ ăn cái tay của tôi là đồ ăn mà bà cạp nè. Cái con cá chê nó ở bên kia không qua đây được. Cá chê hết đồ ăn nó đi rồi. Cá chê nó khôn, mấy cá chép nhiều. Nước cạn quá cạn à. Rồi mình đi. Cái này có tiền không? Làm này có tiền. Dạ không có tiền chị ơi. Làm cho vui thôi à. Dạ. Có chút đỉnh thôi. Có chút đỉnh thôi. Không có được nhiều. Dạ. Là vì đam mê chị. Chị cho em hỏi bên kia là cái tháp bên đó là gì vậy chị? Xá Lợi. Xá Lợi hả? Dạ. Xá Lợi của sư hả? Dạ, của sư lúc mấy người dân tộc cái cục nó nhỏ như nè cô. À. Mình vô trong đó mình mới được thấy, còn mấy mình không thấy đâu. Tại vì mình tâm bên cửa gầm lớn rồi á, tâm bên cửa. À, là gầm người ta mới mở cửa. Dạ. Thường ngày người ta đóng cửa lại. Thường ngày người ta đóng cửa. Bên đây dạ, là chùa Vạn Linh. Mình sẵn dịp mình đi dưới bờ hồ một lần cho biết đi xem ha. Đi tham quan. Dạ em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn nha. Dạ chúc chị mua bán đất nha. Dạ dạ cảm ơn chị. Dạ rồi em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Lần đầu tiên mà được đi với lòng hồ thì cũng tranh thủ một lần đi cho biết. Mình đi thường là cá nó sẽ bơi lên trên này luôn nè. Nó bơi cho mình thấy bây giờ nó cạn, mình thấy những cái hòn đá cao nha. Khi mà nước lên á thì cá sẽ bơi ngược vô đây, bơi thẳng bên đó nó ở. Giờ chị ở phía bên đó, ở bên nào có nước thì ở bên đó có cá. Đây là cái hồ. Và dưới hồ có những cái đá lởm chởm như vậy. Đây nước đông lại xong ấy. Cũng còn ít thôi. Cá nè. Nè nó bơi nè, nó bơi theo dòng nè. Nè. Nó bơi quá trời luôn kìa, cá con nhiều lắm luôn á. Nghiệp đó ha. Đến đây là núi Cấm, còn gọi là núi Ông Cấm, còn gọi là Thiên Cấm Sơn. Thiên Cấm Sơn nữa. Chị
xem cái cầu trống trống này là hôm bữa Song Hỷ có quay rồi nè, Song Hỷ có đi qua cái cầu đó rồi nè. Giờ mình nè, nếu mà mình đi lên trên này thì để Song Hỷ coi có đường nào mình đi không. Theo cái chị bán thức ăn cho cá hồi nãy chia sẻ thì bà con cũng xài những nguồn nước ở dưới hồ quý vị. Nè, có những cái ống đặt nè. Ống này rút lên xài. Nên nó cũng làm cho bị nước nó cũng bị phần để cho nước ít lại. Chị nói mỗi năm không có mà cạn vậy đâu. Càng ngày thấy nhiều càng dây nhiều. Ở trên nước thì trên núi á rất ít nước xong rồi nên nếu mà nước cũng nhiều chỉ có mùa mưa thôi. Mùa mưa thì nước sẽ giữ lại trong hồ. Còn mà bây giờ mà đang cái mùa nóng kiểu này cá nước thì xong rồi. Không trụ lại được đâu. Cái tình trạng này nó bị nè, ống bự không. Hồ thường á là cái hồ á mà nước nhiều á, cái màu hồ rất là đẹp luôn. Màu xanh ngọc bích. Mà hôm nay là cái màu nó bị sậm lại mà nó đen luôn. Hôm bữa mình đi cũng gần đây xong phải ha, đâu có xa đâu. Mà nước rút ghê thật chứ. Đây là tháp Xá Lợi nè. Tháp Xá Lợi trong chùa. Đây là chùa Phật lớn xong ha. Chùa Phật lớn nè. Ở bên kia hình như mấy anh cũng cho cá nữa. Ý, trời ơi. Cá con nè anh Caraman. Đây thì có nước nhiều hơn chút xíu xong ha. Nè, cá con nhiều lắm nè. Hình như người ta mua người ta thả á. Đây cá thả xong. Thả rồi từ từ nó mới lớn thành cái con cá bự. Nó sống trên mặt đìa này không nhiều lắm. Thì ngày xưa là cũng là do bà con đi phóng sanh rồi xong ấy. Trước là Song Hỷ nhớ là Song Hỷ có thả mấy con cá này nhiều lắm luôn á. Thì theo thời gian thì phóng sanh rồi cho ăn á thì sẽ lớn lên. Trong hồ này cũng hơn 100 tấn rồi. Song Hỷ là trước là Song Hỷ đi lên đây cũng có thả những cái con cá con li ti nhỏ nhỏ. Rồi sau này mới lên á thì toàn mua đồ thức ăn cho nó thôi. Nếu như mình thả nó xuống thì mình có thả dịp nữa thì quá nhiều. Mật độ trong hồ sẽ dày lắm. Nó dày mà nó dày đặc luôn. Nên là phải giờ chỉ cần thức ăn thôi. Ở bên kia cũng kiều. Ở bên kia mấy anh cho nhiều quá kìa. Bên đây thì nước hơi nhiều hơn bên kia nè. Ui, bên đây dày đặc luôn nè. Thì nước bây giờ bên đây thì sẽ dồn bên đây chứ không ấy. Đi mình qua bên đây mình coi nè. Ôi trời ơi bên đây nhiều. Bên đây nó dày nhưng mà bên kia thì cá to hơn. Bên kia nó quen thôi. Tại thường thường là bà con lên đó sẽ cho cá ăn khúc đó nhiều hơn. Bên đây mới nhiều nè. Cá nó quen rồi. Trời ơi. Bên đây cá con thì nhiều hơn bên kia. Bên đây nước còn nhiều ha. Nước bên đây nó nhiều hơn mà nó cao hơn trên này. Nè, bạn đang thả nè. Một thao như vậy là bao nhiêu tiền vậy anh? 50 ngàn. 50 ngàn một thao. Cái tầm 100 gram cá. À, kìa. Trời ơi. Thế anh đang thả nè. Cá này mày gặp xuống quê mình là gọi. Nó dày đặc luôn. Bên đây là có cá chép nè, cá trà, ấy cá rô phi. Bên kia thì có cá chê gọi ướp mình luôn rồi. Rồi, tiếp tục đi cho mấy ha. Đây là chú ý khu vực nước sâu cấm bơi lội. Không cho bơi lội nha cả nhà. Khu này là sâu. Trên đây là có những cái khu bán thức ăn cho cá. Ở đây cô thì cô sẽ có ba nè. Cá nè, cá chép nè. Mùi dễ thương ha. Con này con ba. Dạ, con ba. Con ba nhỏ xíu nha. Thường thì con ba một thao gì là bao nhiêu tiền nhỉ? 100 ngàn, còn cá này là 50 ngàn. Dạ. Ủa vậy lại dưới hồ này mình cũng có ba nhiều lắm hả cô hả? Mà nó sống ở dưới cát chứ nó không có trời. Con không thấy nó lên. Nó ăn nó chạy
chầm mình ở dưới cát á. Dạ. Không có trời lên trên. Bên đây nhiều lắm nè, bên đây cô để cho một cái hao nè. Cái này nó cắn mình không cô? Cắn à, bye bye cắn nè. Nhưng mà nó còn nhỏ, nhỏ, nó cắn không đau đâu. Chừng nào nó lớn kìa, chừng nào nó bằng cái thao này nè, nó cắn nó biết. Sợ he. Dễ thương lắm á. Vì khán giả nào có lên núi Cấm thì nhớ ghé cô để ủng hộ. Bên đây là mình gọi là khu vực nào vậy ba cô? Ba nha. Ở đây là ở trước cửa chùa Phật lớn á. À. Ngay trước cửa chùa Phật lớn cái gì? Con mượn xíu nè. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Xong Hỷ gặp ba ba rồi, khoái quá. Hôm bữa xong Hỷ mua con chùa hộp ở chỗ nhà bạn á. Trời ơi, nó bò ra ngoài cổng nhà vườn á, nó bò ra 7 lần luôn. Cái một lần là nó nằm đi ra từ ở trong cái hồ nhỏ mà nó đi ra cái hồ lơ, nó đi ra ngoài tới cổng thì biết bao xa rồi. Cái bị bắt lại, bị anh Caramel bắt lại bỏ vô hồ bự. Mà cái hồ bự là cái sao, cái hồ bự là cái nhà biết là có sâu, độ sâu rồi thêm to nữa. Nó cũng bò ra nữa. Không biết ai điện qua ta. Đây là chùa Phật lớn cái gì? Chùa Phật lớn. Mày hay có một cái gánh hàng là tàu hũ nóng, bánh lọt đường khốp nốt. Bây giờ mình lên mình xem. Ủa chị có cái góc ngồi chiêu dữ vậy? Một ly là bao nhiêu tiền vậy chị? Một ly 10 ngàn ngồi trên đá luôn ha. Chị kia cái không. Cho em xem thử được không? Đây là tàu hủ. Hủ hết hả? Còn tàu hủ còn. Bánh lọt. Bánh lọt. Cái này là gì chị? Thôi cho phần luôn đây ơi. Tàu hủ nóng hủ. Thôi cho em tàu phớ này đi. Tàu phớ. Chị có thể lấy cho em trong này được không? Để em quay chia sẻ luôn. Một ly như vậy là bao nhiêu tiền chị? 10 ngàn. Cái này là chị làm luôn hả? Bắt đầu đó luôn. Được không? Ui, thơm quá hả? À. Bán đồng giá chị ha. Bên nào cũng bánh lọt cũng 10 ngàn luôn. Cái đường đó là đường khúc nốt. Đường khúc nốt đó cả nhà. Đường khúc nốt là có thể là làm bất cứ những cái món ăn á. Thông thường làm chè là ngon nhất. Đây là tàu phớ. Còn gọi là tàu phớ, gọi là tàu hủ nóng. Có một ly như vậy là 10 ngàn. Với đường khúc nốt nha. Đường hút nốt này thì nấu ra để thêm miếng gừng dữ nè. Đó, thơm lắm. Mời cả nhà nha. Cái tàu hũ này nó mịn mà nó béo. Thêm cái phần mà nước đường á, nước đường của đường hút nốt. Thơm lắm. Đường hút nốt thêm miếng gừng á thôi. Là vừa ăn vừa ngọt vừa ấm bụng. Mình đang giống như mình đang xây nắng mình ăn cái này vô cái nó khỏe ngược lại. Chị là bán sáng giờ là 2 thùng rồi đó. Thôi là bán ở đây là từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Từ sáng đến 3 giờ hả? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng chị bán rồi. Vậy là chị gánh lên đây hả? Hay nhà chị gần đây không? Dạ nhà. Má nè. Còn hủ tàu hủ rất là mát nè. Cái view của chị là ngay cây mít, ngay cây mít và ngay cục đá. Ăn nhân giả hay cô ha, ngồi đây mát mẻ. Bánh lọt là hình như mình để trong đó xong rồi nó tự lọt rồi lọt gọi là bánh lọt. Bánh lọt này là chị tự làm luôn hả? Khuấy nhiều lắm chứ, khuấy nặng lắm. Nặng lắm hả cô? Bánh lọt là khuấy nặng nít vậy. Đây con gãi. Nè, bánh lọt nó giống như con sâu vậy. Nó nhỏ nhỏ, nó khúc gì vậy? 10 ngàn một ly cô ơi. Bỏ bánh lọt nữa. Lọt nữa. Có ăn nữa không? Cô bà Điền chưa có chưa? Chưa. Để đâu đưa nó cho bà Điền đi. Coi chừng chúng cô mà sao nha. Lọt. Bỏ dẫn Điền ăn luôn đi. Dạ, ăn gì con?
Lọt con ơi, lọt con ơi. Tỉ mẹ ra cho tiền, các bạn ăn đâu. Lọt cái gì? Ừ, hai đến lọt nữa. Tham ăn gì tham? Ừ. Lọt. Mấy cô từ đâu đến đây? Kiên Giang. Kiên Giang. Kiên Giang gần đây hả cô? Dạ, không ra. Kiên Giang Hà Tiên á, phải không? Đúng rồi. Kiên Giang Hà Tiên là khác. Kiên Giang Gạch Giá. Gạch Giá. À. Tầm trăm mấy cây cơ ha. Trên trăm cây. Hai mẹ con. Kiên Giang và Hà Tiên là khác nữa. Dạ, con thấy cũng Kiên Giang nhưng mà nằm ở Hà Tiên và Kiên Giang Gạch Giá. Như vậy như ly vậy. Tôi trả lời. Mình đi theo là dạng hành hương hả con? Mình đi theo dạng hành hương hả? Thấy là cái rồi chưa? Có đoàn á, chung với đoàn tất trăm người. Trăm người. Thường con nhớ là những di dân hương á là sẽ là cái danh sách của mọi người đi đông lắm. Có khi là xe 50 mấy chỗ, xe to hơn. Này tới 100 người. Cảm ơn chị. Đi 2 xe nè. À, mát mẹ. Anh caramel uống gì không? Mày uống đi. Thấy mấy cô uống ngon quá à, là hết mệt rồi. Uống ly không? Rồi đó, con không biết nữa. 1 ly nè, 2 ly nè, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly, 10 ly. Rồi, con cảm ơn con. Để lỗ mắt á. Đâu có gì. Ủa đâu phải đâu. 1 ly, 2 ly. Phải là 4 ly, 5 ly. 6 ly, đúng rồi. Ăn giá rồi, ăn gì, 10 ngàn á. Phải là biết có ăn rồi chưa, trả tiền mặt bá. Về ăn gian chứ không ăn gian. Tội chết hả? Tội chết hả? Dạ đúng rồi cô. Em gửi nha. Cảm ơn. Đang mệt trong mình, đang nóng trong mình mà ăn cái ly đồ hủ mà thêm gừng cái nó khỏe ngang vậy đó. Rồi con chào các cô nha, em chào chị nha. Nhớ là lên kênh Song Thủy ủng hộ cho em nha. Chào cô. Ủa đường này là mình đi đâu vậy cô? Phật Di Lạc là đi vòng ở đây. Dạ. Đây là một đường mòn cứ qua bên từ Phật Di Lạc cái gì. Đây, trên đây có một đường nè. À, trên đây cũng có một đường. Dạ cô thả rồi cô. Dạ. Cô thả nãy giờ nhiều lắm rồi. Ở đây cũng có bán đồ để à, cô. Dạ. Cô bán đồ ăn cái. Trời cái hao cà na nhìn hấp dẫn ghê không? Con ăn thử cái đây. Ăn thật là ngon luôn. Ăn thật là ngon luôn. Dạ, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô. Ôi trời. Bên kia kìa trời, bên kia là cá bao la luôn. Ui con gì vậy? Con sóc quá. Con sóc. Nhìn giống giống như cái con chuột á. Nó ăn chuối kìa. Con nhen nè. Con nhen hả? Con nhen là thì nhỏ hơn sóc. À trời ơi, kìa bên đây này nhiều con ba ba lắm. À bên đây nước còn nhiều xong rồi. Nước nhiều. Bên kia cạn rồi. Nó giật thì nó giật. Mồi hả? Mồi mới mồi mồi. Ở bên đây bán thức ăn cho cá nhiều lắm. Mời chị. Em mới cho nhiều lắm. Em cho ở phía bên kia. Em cho bên kia, ủng hộ bên đây. Dạ. Cho đẹp gái quá à. Ủng hộ bên đây. Hồi nãy cũng có mấy con bên đây qua ăn nữa. Mấy con bên đây. Mấy con bên đây nãy nếu anh kia ăn. Con ơi. Nhà đang ủng hộ con. Ôi, đã. Đây có cái cầu đi qua. Bên này bên này bị rào lại rồi. Bên đây là cũng có chợ nữa nè. Không dứt rác thải chất thải xuống hồ. Đây là cái nhà lưu ý nha, khi mà đi những cái điểm tham quan du lịch là mình hãy để rác đúng nơi quy định và để vô thùng rác nha, tránh mà làm cho bị ô nhiễm môi trường á. Giữ vệ sinh chung á gì? Để giữ vệ sinh chung nên là sử dụng được nhiều năm nữa. Không bị ô nhiễm. Đây là lần đầu tiên mình đi đường này xong ấy. Ở đây cũng có chợ. Ở đây là mình ăn trưa. Mình ăn trưa hoặc là cũng có nhà nghỉ cũng có. Nhiều cá ha. Khoai lang chả đòn ăn đi chị ơi. Đây là chả đòn khoai lang. Nhìn hấp dẫn ha. Quan trọng nhất là khi đi núi Cấm là quý vị gặp được cái
rau rừng, nhiều rau rừng. À, rau xào rồi đúng không? Rau xào rồi, này là cây gì, nhiều cây lắm. Tại phải hỏi mấy chị biết chứ không có biết đâu, tại vì rau rừng mà. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị. À, đây là hiên đường nón. Đấy, những cái quà lưu niệm quá vậy. Quà lưu niệm lần mà đi tham quan gì đó, mình mua những cái được gia đình đó hoặc là người thân của mình mua những cái dây chuỗi để cho, hoặc là vòng mã não. Những tượng Phật đẹp nữa ha. Đẹp, dễ thương á. Ông Phật A Di Đà nè. Đây mấy chú tiểu nữa nè, dễ thương á. Xong nghĩ là khoái mấy cái này đó. Dạ, em chào chị nha. Năm nay là bán tình hình ổn không chị? Cái con khỉ nó đeo quá trời đeo. Em chào chị nha. Mấy con khỉ nó đeo nghẹt cái chân nguyên vậy lắm nè. Đây là khoai lang nè, với tàu chả đòn đó, để mà ai mà có ăn chay thì cũng có thể là thưởng thức. Còn cái này là muỗng gòn nè, xâm lạnh nè, hột é nè đó. Rất là hấp dẫn luôn. Nè, xương sâm. Xương sâm. Còn cái quầy nước đi, là ai mà mệt mệt đó là đi nè. Một chai mát mẻ luôn, đủ cái loại. Dao ga luôn, anh dao ga luôn. Cái quầy này là quầy đồ chơi. Ngải chống độc. Đây. Xe nước mía đẩy Phú Hàng luôn nha cả nhà. Xe nước mía đẩy Phú Hàng đi lên tới núi Cấm luôn. Ôi bên đây nè. Bên đây nè anh Caramel đâu rồi. Khu vực miền Tây thì cửa hàng đẩy Phú Hàng bán rất là nhiều nơi. Hà Tiên cũng có vậy. Hà Tiên, Phú Quốc cũng có nha. Đây là me nè. Mùa này là mùa măng. Măng này là măng khô. Măng khô của núi Cấm. Chào chị nha. Chị, măng khô này là của núi Cấm đúng không? Măng rừng. Còn cái này là me ở đâu? Me của Thái, me bên đi đường Cam xuống. Dạ. Đây là trái mây hả chị ha? Cái này trái mây nè, còn trái me nè. Trái me. Me này dạng me dốt á. Nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm, nó bột bột á. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Em cảm ơn chị. Chị nói em đẹp trai có đồng tiền 2k. Chị là người Khmer. Mây, me. Mây. Mây. Ocun. Ocun. Ocun là cảm ơn. Đúng rồi. Ôn Phật Di Lạc đó mọi người. Quên đây, cô này bán bánh kẹp. Chả giò. Chả giò đi em. Ở đây mình đi lên đây nè. Đây là vườn Lâm Tỳ Ni. Lâm Tỳ Ni. Ở đây là mình thấy lúc nào quán, những cái quán ăn là đều có bánh xèo nha. Đặc sản trên núi Cấm là bánh xèo. Mình phải tìm ra những cái món ăn trứ danh tại vùng đất núi Cấm nha. Núi Cấm còn gọi là núi Ông Cấm, Thiên Cấm Sơn, chứ còn gọi là núi Gấm. Là ví như là một núi là giống như một cái dãy lụa gấm dài và đẹp. Đây. Đẹp ha. Đây là Phật Niết Bàn. Phật Niết Bàn và nằm tại gốc cây sa la. Thơm lắm, cái mùi hoa thơm lắm luôn á. Anh Caramel thấy là hoa này phải hoa sim không? À, hình như hoa sim. Giống hoa sim á. Đây là trái sim sao mấy? Màu tím tím nè. Màu tím hoa sim. Những đồi hoa sim, có những đồi hoa sim. Trên này nhiều hoa sim lắm. Cái không khí trên này á là người ta ví như là Đà Lạt. Đà Lạt của miền Tây.
ở dưới mặt đất thì ở dưới đất thì nóng nha. Khi mà lên đây thì cái không khí nó sẽ mát hơn và nó sẽ có gió nhiều hơn, trong lành hơn thôi ha. Trong lành hơn. Có điện Bù Hông nữa nha, điện Bù Hông là đỉnh núi là cao nhất. Hơn nữa. Cao hơn cả núi Cấm luôn, ở trên ở đây luôn. Là từ khoảng là 710 m trên mặt độ của nước biển. Ui, thấy đường ngón tay rồi. Nãy giờ đi là thấy đường ngón tay rồi. Hôm nay nhân dịp đi tham quan hồ Thủy Liêm. Thì mình Sông Hỷ sẽ chia sẻ luôn tượng Phật Di Lặc. Sao em thấy? Em bị xúc dư dại. Ôi, em thấy ở đây là nước bơm lên nè. Để mà tưới cây á. Thì cũng nước dưới hồ ở Sông Hỷ. À, để tưới cây á. Em đang nhìn thử coi có con cá con ở trên đó. Wow. Ờ dạ. Wow. To quá vậy. Tượng Phật Di Lặc là tượng Phật to nhất Đông Nam Á chứ mày. Ở trên núi á. Tượng trên núi. Và núi Cấm này nè là núi cao nhất của đồng bằng sông Cửu Long đúng nha anh Cam. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nếu như quý vị khán giả biết cái tượng Phật nào hay là đỉnh núi nào còn cao hơn nữa thì xin comment bên dưới ạ. À. Lên đây mát liền. Mình sẽ chia sẻ cùng nhau để cùng nhau phát triển. Như là khu này đang xây dựng á. Đang làm á. Không biết trên hình thì quý vị thấy sao chứ ở bên ngoài thì rất là to vậy. Anh Cameraman chụp cho Sông Hỷ tấm hình. Cái góc nào mà thấy được bao quát được ông Phật Di Lặc nha. Xích vào đây Sông Hỷ. Mà lên hình thì em sợ là ông sẽ không có to như ở ngoài vậy. Rồi nha. Rồi 2, 3. Ok Sông Hỷ nha. Em nhớ là cái khúc dưới này là lúc trước là bán bánh xèo nhiều lắm nè. Bây giờ thì đó quy hoạch lại để cho thoáng hơn đúng không? Tượng Phật sạch sẽ hơn, thoáng mát hơn. Bên đây là có hai ông rồng nè. Hai ông rồng. Trong đây là mình có thể lòn đi lên cái bụng của ông. Ôi vô trong này mát quá. Wow, mát rượi luôn á. Mát rượi luôn. Mình ở đây mình lưu ý là bỏ dép ở dưới nha. Ôi mát quá. Vô đây giống như một không gian khác nha. Gió nó cứ lộng qua những cái khe núi á. Lộng như trong này mát rượi luôn. Nghe sau khi mình đi lội núi xong rồi, chứ lên đây mình nghỉ xả hơi. Có những cô chú là còn nằm nghỉ ngơi trong này vì sự cái mát mẻ của nó. Thì mình đi sẽ sẻ thích luôn nha. Ở đây là hình như là mới được xây dựng sau này xong rồi. Lúc trước mình vô thì chưa có những này. Đây gọi là sự tích của ông Phật Di Lặc. Ở trên những cái vách tơ đá này là sẽ có những cái hình này, những câu chuyện. Rất là công phu. Sông Hỷ thì muốn trên đá này đâu phải trên dễ. Đá. Mà vật tư mà đem từ dưới chân núi lên trên núi thì cũng rất là khó. Trong này cũng có hồ nước nữa nè. Trong này cũng có hồ nước nữa. Và kiến trúc trong này là sẽ làm theo một cái bức tranh và một cái cây.
Và cây này thì nằm trong bụng của ông Phật Di Lặc luôn. Có hồ, có cá trong này. Đó như cây bồ đề xong. Cây bồ đề. À đúng rồi. Trong này thì cũng đang còn quá trình. Trước trong... kia là có làm cái đường lên đó xong rồi như giờ đó chặn lại. Chặn lại. Vì ở trên là xong hãy nghĩ là vì ở trên là mình còn làm nữa. Còn làm nữa. Còn làm rất là nhiều nên là hạn chế cho người lạ vào trong á. Trong quá trình xây dựng. Đây là mình đi vòng vòng nha, mình đi vòng vòng ở phía trong bụng của ông. Cái nếu mà không phải trong bụng đâu, cái này là mới cái chân của ông thôi à. Ở đây là hình ông Phật. Ông Phật và được 2 người, 4 người, 5 người bợ khiêng lên nha. Khiêng lên. Ở đây cũng còn công trình dang dở nè. Chưa xong. Hiện tại là mình mới đi dưới cái bệ chân của ông thôi, xong hãy chưa tới chân nè. Công trình đây là cái chân của ông nè. Ở đây chỉ mới cái bệ thôi, bệ ngồi thôi. Do đó là công trình đang thi công, cấm leo trèo lên tượng Phật nha, lưu ý nha. Hôm bữa mình lên trên truyền thông xong hãy cũng thấy hai một cô lên vệ sinh tượng Phật đó xong hãy. Nhưng mà cao lắm. Biết lên trong này ha. Trong này nhưng mà ở đây còn cát đất không ạ? Trong này là đen trong quá trình làm á nên là còn cát không, xi măng không. Mà một ngày nào đó thì kênh Sông Hỷ sẽ chia sẻ chi tiết hơn về tượng hoàn Phật. Hoàn thiện hơn. Sông Hỷ thì muốn là lan tỏa những cái địa điểm tham quan du lịch đặc trưng ở An Giang. Anh ơi, cho em hỏi là cái đường nó lên đâu anh ha? Dạ, anh biết à? Ra ngoài kia sao? À. Nghe cái đường đó đi đâu á? À. Đi lên bụng á. Lên bụng là 2 đường. Chắc lên trên á. Dạ, cảm ơn anh. Đó, vậy là mình đi hết một vòng cái gì. Nãy giờ là mình đi dòng núi rồi cả nhà ơi, mà giờ cũng tới giờ ăn cơm trưa. Nên là muốn ăn một món đặc sản ở tại Núi Cấm thì mình ăn bánh xèo. Nghe nói bánh xèo là món chứa danh ở tại Núi Cấm nha. Ngoài bánh xèo thì xong hãy thấy những cái quầy ở đây thì có đồ chay cũng có, đồ mặn cũng có và mì gói cũng có luôn nha. Ai muốn ăn gì thì chọn. À, trước này thì có một tủ kem, em chào chị nha. Ở đây là cái quầy thường thì khi mà mình lên Núi Cấm á thì là những cái dĩa bánh xèo á là sẽ có rất là nhiều loại rau gừng. Ơi, cái lá bự bự này là rau gì vậy chị? Dạ đậu sung. Đọt sung. Cái này là tía tô hả chị? Đúng rồi. Còn cái rau dưới này xá xị hả? Ái nhĩ lan. Ái nhĩ lan. Cái này kim thắt. Kim thắt. Dạ. À, chị có thể giới thiệu cho em từng món em nhận cái mít. Cái này là tía tô. Tía tô. Kim thắt. Kim thắt. Còn này là đinh lăng. Đinh lăng. Dạ. Để ngâm rượu đúng không chị? Đúng rồi. Cái này ta để làm thuốc ngâm rượu. Còn cái lá ăn chị nhức mỏi. Dạ. Còn cái này lá bứa. Lá bứa, trái bứa. Trái bứa người ta còn gọi là măng cục rừng. À, măng cục rừng. Dạ, cái này lá cách. Lá cách. Đọt dâu, dâu ăn trái mình á. Dâu dây hả? Dâu cây dâu, ăn dâu, trái trái xanh á, trái dâu á. Trái dâu dây. Còn này sao nhái. Sao nhái. Dạ. Cái này xá xị. Xá xị. Xá xị. Tí tô nhiều hả chị ha? Dạ. Lá này lá xoài hả? À. Đây lá gì nữa? Lá bứa. Lá bứa. Măng cục rừng. Măng cục rừng, dạ. Nhiều không? Những cái quầy ở phía trong còn rau sống nữa. Đi với ăn này. Rau sống nhiều lắm. Dạ. Ở trong là nguyên khu này là của bên mình luôn hả chị? Dạ. Bên quán bên mình. Ngoài ra là có những cái khu mà lưu niệm thì có chuỗi nè. Rồi những cái đồ, những cái quà tặng mình có thể mà mua tặng cho người thân, gia đình của mình. Rất là nhiều luôn. Đá hạch anh hả chị? Dạ. À đây, đây đá hạch anh trong này. Có những đủ màu sắc hết trơn nè. Cái này giống màu vàng ha, giống vàng của mình ha. Cái đó gọi là vàng găm đó chị. Vàng gì chị? Vàng găm. Vàng găm có nghĩa vàng găm. Là đá thiên nhiên luôn á. Mình có làm vàng được không? Có làm nữ công trang sức được không? Cái đó mình để làm chuỗi được. À. Thì cái độ vàng ít lắm. Đúng dạ. Rồi. Giống như kim trầm sa. Kim trầm sa. Là vàng trong đá, cái lượng vàng ít. Nó chỉ ít xíu thôi chứ nó không có được nhiều, đá nó nhiều hơn. Chuỗi trầm hương. Chị chủ này khéo ha, kinh doanh đủ thứ hết.
Mình đi mình vô trong ha. Ở ngoài đó có một quầy rau nữa. Ở trong này cũng có quầy rau nữa nha cả nhà. Trong này rau xà lách này cái kiểu cũng nhiều lắm. Đấy, xong hãy đi đường từ bên đây. Lá tí tô, cái này là lá xoài nè, lá xoài non nè. Xoài non nó dài hơn, này lá bứa là lá bứa thì nó tròn hơn. Tròn dày hơn. Còn xoài non nó sẽ dài hơn. Dài hơn mà mỏng hơn như vậy. Đói bụng rồi. Em chào chị nha. À, chị, ôi trời ơi, trong này chảo nhiều vậy hả? Ủa chị đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Con một chục lộn. Mình bán hay là mình để ăn? Để ăn gì? Đi để ăn hả? Thôi xin trứng nha. Khoảng thoải mái hơn. Cho em xin phép nha. Dạ. Ờ, ở đây là chị bao nhiêu chảo? Em thấy nhiều quá nè. Dạ, 12 chảo. 12 chảo là mình nên chị làm hả? Dạ. Thường thì làm một bánh mặn thì giá bao nhiêu tiền chị? Dạ, 25 ngàn cái chị. 25 ngàn một cái? Dạ. Còn mà bánh chay thì bao nhiêu tiền? Dạ, 15 ngàn. Bánh chay là 15 ngàn? Dạ. Chị là... Bây giờ là mình cứ làm bằng bếp ga hết á chị, không có làm bếp củi như hồi dạ, xưa. Dạ đúng rồi, bếp ga chị. Ở trong này là sẽ gồm những nguyên liệu gì chị? Dạ đây là thịt tép, gồm có giá, đậu xanh. À, đây là bột hả? Dạ đúng rồi. Bột này là mình tự pha luôn hả? Dạ tự pha. Quán cái này là mình mở lâu chưa chị, kinh doanh được lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Thì sao phải ăn mấy cái? Ờ, thường thì bán combo hay là bán cái chị? Dạ muốn ăn sao cũng được, như thường thì một dĩa nó hai bánh là vừa người dùng với một phần vậy đó. Dạ. Là mới đầu vô là hỏi là nếu mà mình ăn một người một bánh hoặc là hai bánh. Dạ. Hai bánh là 50. Dạ. Còn một bánh thì vẫn có bán bình thường lắm dạ, chị. Dạ có. Dạ chị đổi cho hai cái liền rồi. Chị đổi giùm em nha. Dạ. Em thấy trong khu vực này là chảo quá trời chảo luôn nè. Chảo to, chảo nhỏ, chảo lớn, chảo bé thì nhiều chảo lắm luôn. Chị đổ cho em nguyên một cái bánh nguyên luôn nha. Dạ. Đổ bột, đổ từ đầu tới đuôi luôn cho khán giả thấy được cái bánh mà bánh xèo ở đặc sản ở Núi Cấm. Khách đặt rồi, mình sẽ đổ hết rồi. Dạ rồi. Ở đây trời quá trời nhiều bếp ga. Khi khách mà tới một lượt là không kịp nữa. Vậy để em chiên lại cho. À. Ở đây là cái phần mà cái đồ nhân ở trong á thì xong thì thấy là có thịt heo nè, tép nè, con này con tôm đúng không chị, con tép. Dạ, con tôm con tép gì đó. Đó rồi củ hành, cái này được xào lên là như vậy nè. Một phần như vậy. Một cái 25 ngàn, còn chay thì có cái đồ ăn chay thì một cái 15 ngàn. Một phần thì hai cái thì 30 ngàn. Cái giờ mình bán là từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Dạ cứ sáng sớm này đã có bán rồi. À. Wow, hiểu quá, trồng vô luôn. Thợ hay quá. Thợ hay hơn hay. Hay như thợ vậy đó. Đó. Rất là đều tay nha, chứ mà xong hỉ làm là không có đều tay được đâu. Xéo xẹo à. Xong hỉ đổi cho bánh xèo bán 5 ngàn thôi. Em sợ nó bị hư. À không sao. Em bao hơn luôn mà. Ở trong này có giá nè, đậu xanh. Đậu xanh mà nguyên một hạt nha, có vỏ nha. Rồi cà rốt. Đậu xanh còn vỏ chứ béo hơn được. Béo hơn, nó bùi hơn nữa. Một phần như vậy là được 3 con tép hả chị? 3 con tôm nhỏ đúng không? Dạ. Mà cái nhân này mình cũng đã xào sơ rồi. Mình dạ, xào chín rồi. Xào chín rồi. Chỉ cần là đợi cái bột bánh thôi. Dạ. Chị là chuyên về đứng bếp này luôn hả? Dạ. Có ngoài ra có ai phụ không hay là chị dạ, có mình ăn chị có. Chỉ là một ngày mình đổ được bao nhiêu bánh chị? Dạ không biết. Nhiều lắm hả? Dạ. Bao nhiêu ký bổn? Cũng không cái biết luôn. Mà nhiều nhất mà đời đó giờ. Nhớ không? Không nhớ, không nhớ luôn. Chị là học nghề là từ lúc tới bây giờ là được bao nhiêu năm? Dạ. 10 năm rồi. 10 năm. 10 năm. 10 năm mà một lần đổ là 12 chảo. Dạ. Mấy dịp Tết á, cái xô lớn, xô bột 240 lít là một ngày 3 xô. Một ngày 3 xô. 240 lít, rồi 3 xô. Dạ. Bây giờ cũng không biết. 720 lít. 720 lít là bao nhiêu ký gạo chị?
qua ra nó cũng không biết nó là bao nhiêu luôn nữa. Nó quá nhiều tại vì mình quá nhiều. Quá nhiều không có mình không có đếm xảy được. Nghe cái lượng này là 720 lít nước bột này. Vậy đi. Dạ. Là tính mấy ngàn cái. Mà bánh này nè mình làm mà dày quá nó cũng không ngon, mà mỏng quá thì nó cũng không được, mình phải vừa đủ. Cái lớp ở trong á thì nó phải dẻo dẻo, ở lớp ngoài rìa thì nó giòn giòn. Phải giòn, ngoài rìa phải giòn, dạ. Trong phải dẻo. Nhưng phải thơm. Nhưng phải thơm. Đặc biệt là nếu chấm với rau gừng. Đúng. Thì mà đi lên núi Cấm này mình mới được ăn nhiều loại rau gừng chứ mà ở chỗ dưới em là hình như là hầu như là không đủ rau đâu. Không có đủ rau như vậy. Mỗi mùa có rau khác nhau. Rau bứa là không có nè. Rau bứa không có. Xá xị gì là lúc có lúc không. Tại vì nó dễ bị hư. Dạ. Cái thằng của nó dễ bị hư. Dạ. Rồi, cái để mặn. Một cái mà mình nấu như vậy thì tầm 5-10 phút chín không chị? Dạ. Một cái gì mình canh nè. Nếu mà thời gian mình đổ á. Nếu mà chảo mà dặn liên tục thì nó lẹ lắm. Không tới 5-10 phút đâu. Tại giờ bếp ga ha, tiện ha, chứ mà dạ. bếp củi là hơi lâu à. Lâu, củi thì chứ cực công mình phải chăm lửa rồi mình phải coi cái thời gian lửa nó có bị hết hay không nữa. Dạ. Ui. Cái chặt sẵn vậy nha. Dạ. Bên đây chị đưa ra, bên kia sẽ lấy để mà dạ. Đưa cho khách. Vui quá, ăn vui vẻ mà, ai cũng cười. Có ăn vui vẻ, có ăn vui vẻ. Mình vô người ta ăn phải không? Đúng rồi. Gần Thọ Di Lạc mà. Chị chủ xinh lắm nha mà chị chủ không có chịu. Chịu lên hình. Chị chủ rất là dễ thương luôn. Có thường có nhiều người lại đến đây để quay chia sẻ không chị? Dạ cũng có. Này của anh chị. Dạ. Dạ cưng cứ để qua bàn cho em nha. Rồi em cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi em cảm ơn. Dạ. Khu vực này cũng sạch sẽ nha cả nhà. Hộp vịt lộn nè, nhưng mà không có bán để ăn. Để ăn cơm. Bây giờ là Song Hỷ gọi ra một phần nha. Một phần như vậy là hai cái. Một cái là 25.000, hai cái là 50.000 nha. Đây, rất là hấp dẫn nha. Anh Caramel chụp cho Song Hỷ một tấm đi. 1, 2, 3. Ok. Ok. Rất là thơm nha cả nhà ơi. Ở đây có bánh chay và bánh mặn luôn. Ai muốn ăn chay thì có chay, ai muốn ăn mặn thì có mặn. Và đặc biệt là mình ăn một cái, hai cái đều có một cái mâm rau như thế này nha. Đủ thứ loại rau hết để mình ăn kèm với bánh xèo. Đây, rau này. Ở đây có rau xà lách rồi rau sao, rau tía tô, rồi đinh lăng. Rau sao rất là nhiều luôn. Đó, mình bỏ thích ra. Đúng rồi. Nhìn hấp dẫn vậy. Hấp dẫn quá. Mắm này nè. Dạ. Này dưa chua. Dưa chua. Nước mắm. Nào ra lấy thêm nha. Dạ. Cái này là buffet rau luôn ha anh hả? Ăn thoải mái. Mình ăn 25.000 cái, mình ăn rau nguyên với rau này cũng được. Rau không 20.000. Ôi, nước mắm nữa hả? Trời ơi, dễ thương quá vậy. Đây, một dĩa rau nha. Và ở đây là có chén rất là nhiều nè. Chén, đũa, nĩa đầy đủ hết, ớt cho mình lựa chọn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần mà nước chấm nha. Nước chấm thì có cái này đồ chua thì có cải cà rốt và cải trắng. Ăn thường là đồ chua là phải có nước mắm, phải có đồ chua nó mới ngon. Ôi trời ơi, mát quá, gió lồng lộng. Thông thường là trên núi Cấm rất nhiều món ăn quý vị. Cơm, mì, hủ tiếu các thứ. Nhưng mà để mà thưởng thức món ngon nhất ở núi Cấm á, làm tên là bánh xèo. Cái món mà người ta nói là đặc trưng á, đặc trưng ở quán là đặc trưng ở núi Cấm thì là cái món bánh xèo. Ngoài ra là có mì hủ tiếu nè, rồi mì hủ tiếu, rồi cơm sườn. Nói chung là cũng có rất là nhiều món mà Song Hỷ lại khi mà đi lên núi Cấm là mình phải ăn cái này. Nhưng mà Nam khuyến thích là ăn bánh xèo nha. Bánh xèo tại vì á, rau rừng thì không phải ở đâu cũng có. Rau rừng chỉ có mùa ở núi Cấm mới được nhiều thôi nhiều. Và cái thiên nhiên ưu đãi núi Cấm lúc nào cái thời tiết cũng mát mẻ. Cây trồng này kia cũng nhiều tươi tốt hơn ở dưới của mình. Đó. Bây giờ Song Hỷ sẽ lấy chanh caramel ha. Cái chén này nó sẽ to hơn. Và cái trong cái nước mắm này thì là nước mắm chua ngọt nè. Sẽ có tỏi, rồi tỏi, ớt. Ăn chay, ăn mặn và đều được nha.
Cái keo này là làm cho người ăn chay và người ăn mặn cũng được. Đặc biệt ở đây là bánh xèo rau mình ăn tự chọn. Rau mình tự miễn phí chị ha. Miễn phí rau. Đó. Chúc cho em vài ký đem về nha. Bao này ăn chứ không cho đem về. Anh đem về là anh không được nha. Đó. Trời ơi. Hấp dẫn chưa? Xong Hỷ tay đã rửa sạch rồi. Thơm phức. Để cho cá ăn. Mà hên là đi đến đây chỗ em đi vô cái quầy mà rửa tay á, mấy chục chai rửa tay xà bông luôn. Để mà mình có thể ăn, mình trước khi ăn mình thường bánh xèo là mình sẽ ăn bóc thì nó ngon hơn. Đó. Nhưng mà chỉ biết là thường thường khách tới đây sẽ ăn bánh xèo á, nên rửa tay sạch sẽ ăn sẽ ngon hơn. Mấy cái chai vệ sinh này kia rửa rất là sạch sẽ, mình thích cái điều đó. Này cái của anh Caramel nha, còn này cái của Song Thủy nha. Đó. Ôi, nước suối, khăn giấy chị ra đem ra đầy đủ hết luôn. Nhà trong này ha, Song Thủy muốn cho cả nhà thấy trước khi mà Song Thủy xơi bánh xèo. Thì ở trong này có nhân của nó nè, tôm, thịt, đậu xanh, rồi giá, rồi củ cà rốt cũng có luôn. Một phần như vậy 25 ngàn nha. Chỉ thiếu củ hủ dừa thôi. Chắc là liên hệ với Phan Diễm gửi lên nước cấm quá. Ship liền qua ngay. Hay bây giờ mình ăn ha. Cái tay Song Hỷ rửa rồi mà bánh xèo thường mình ăn tay thì nó ngon hơn. Đúng không? Mình rửa tay rồi chắc không sao đâu. Chắc lúc mình lên clip này thì chắc Phạm Dũng và Phan Diễm chắc đang thu hoạch tỏi ở Lý Sơn. Ừ. Lý Sơn mình chưa đi lần nào. Mình chưa có duyên Lý Sơn sao hả? Chưa có duyên, đợi khi nào mà mình có duyên mình đi ha. Đây, cái phần này như vậy nè. Mình ăn một cuốn không rau trước đi, rồi xíu nữa mình sẽ lấy rau. Đây đồ chua này xong thì thấy hấp dẫn quá nè. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Ngon không nói được lời hả? Cái nước mắm này ngon nha anh Caramel. Ngày xưa khi mà đi núi Cấm thì thông thường mọi người thường nói nhau là đem theo một hũ nước mắm. Nước mắm. Tại vì ở núi Cấm thì nước bánh xèo ngon rồi, rau rừng ngon nhưng mà nước mắm không ngon. Ừ. Hiện tại ở đây thì nước mắm làm ngon cái gì nên cũng không cần để nước mắm theo đâu. Mà sao không phải biết sao mà cái bánh này có cái lớp da ngoài màu vàng không nhỉ? Có nghệ đúng không? Ngày xưa khi làm bánh dân cho vua thì bà con mới suy nghĩ ra là một cái màu sắc là cái áo của vua nên là màu vàng. Thì từ đó là sao bánh xèo có màu vàng? Làm Song Hỷ liên tưởng đến cái hũ đường hút nốt của Song Hỷ cũng màu vàng. Màu hoàng cung. Trên này đựng cái mình ăn rau thích lắm. Ăn rau nó xanh tươi. Xà lách nè cả nhà. Xà lách cả xanh. Thường Song Hỷ ăn cuốn thì cuốn như vậy thì cũng hơi ít ăn loại cuốn, mình muốn ăn bánh xèo mà. Đi núi Cấm mà ai mà bên cái gu ăn rau nhiều là sướng lắm. Cái này anh Caramel thích ăn rau nhiều lắm đó. Xíu nữa là cái dĩa này là anh Caramel xử hết luôn. Mà mình ăn mà đi lên núi Cấm mà mình ăn nhiều cái loại rau này á, mình bỏ ra 50 ngàn thôi là mình đã ăn no bao no rồi đó, cho một sức người đàn ông mà ăn hai cái bánh và cuộn rau này thì nó ngon hơn. Ông bà nói là đói ăn rau đã uống thuốc. Tại vì rau cũng là vị thuốc cái gì. Vừa là cho mình no mà vừa là vị thuốc luôn. Ở đây mấy các bạn nhân viên cũng rất là dễ thương. Hợp tác nhưng mà cũng hơi ngại máy quay xíu. Xong Hỷ cũng muốn quay chia sẻ nhiều nhưng mà các bạn cũng ngại nên thôi. Tới giờ ăn rồi mình sự ngay và liền. Anh chị chủ cũng dễ thương nữa. Đúng rồi. Nhìn thấy một cái nơi mua bán mà nó hình như là mấy tầng á, mấy tầng đi đây là mấy tầng mấy bậc thang á là của anh chị hết. Của anh chị hết. Quán của anh là cái gì?
quán có là Quy Hoàng. Quy Hoàng. Quy Hoàng luôn. Tí xíu nữa Song Hỷ sẽ chia sẻ bảng giá khi mà mình đi những cái điểm du lịch mình rất là e dè và ngại về cái giá, chất lượng không biết như thế nào mà nhưng mà cái giá là quan trọng. Đó, mình ăn như vậy nha. Mình Song nhìn Hỷ thấy anh chị chu đáo vui vẻ thì biết anh chị là một người làm có tâm huyết. Nhìn cơ sở lớn mạnh là biết chủ làm ăn thế nào. Cuốn rau ăn ngon nha anh ta bạn. Đặc biệt ăn rau mà sao ấy. Có cái lá gì nó hơi chát chát nhẹ nhẹ. Hay là lá bứa ta. Xong Hỷ cuốn nhiều quá sao nhớ được. Cái lá bứa gì á. Lá bứa mà chát. Hơi chát nhẹ. Nó rau salad thì nó sẽ không chua, chát. Ngọt của nước mắm. Nước mắm sẽ mặn mặn ngọt ngọt. Bùi bùi của đậu. Bùi của đậu và béo của lớp da bánh xèo. Nguyên cây. Này đọt xoài cho mấy á. Cái lá gì nãy quên rồi. Lá bứa hay không phải không? Lá sung. Lá sung. Sung rừng. Hay là lá sung này là mình chát ta. Chứ lá bứa là em nhớ là nó chua. Bây giờ Song Hỷ lấy từ lá ăn thử là biết liền. Em làm thử nha. Lá sung đó. Lá sung phải chua thôi. Chua không? Không chua. Rồi tới lá bứa đi. Chát nha. Lá bứa. Lá xoài. Lá xoài là chua. Lá bứa sẽ dày Song Hỷ. Không phải. Cái này lá xoài. Lá bứa hình như mấy bạn quên thế gì ạ. Đây mình ăn buffet rau mà. Cái này lá xoài. Vậy Song Hỷ lại đó lấy lá bứa thử đi. Trời, buffet rau mà. Đây là phần của mình nha. Nãy giờ nhìn cũng thèm lắm rồi. Thôi đợi chút xíu ăn luôn. Ăn cái gói rau thiệt là nhiều nó mới đã. Cái lá bướm này làm em giống như lương tưởng lớn, giống như cây cà na. Cái lá cà na nó giống giống như vậy nhưng mà cái lá cà na nó sẽ nhỏ hơn xíu. Này nó màu nó hơi cam cam nè, hơi cam cam. Thì và... anh thấy giống lá cây châm. Cây châm. Chua. Chua. Chua giống như lá xài của mình vậy. Chắc nó ăn thơm nó không chát rồi, tại vì nó đâu có trong đây đâu mà chát. Lá sung là nó mới chát. Hồi nãy giờ là mình ăn lá sung. Còn mà lá bứa là trái bứa thường là nó có vị chua để nấu canh chua. Thì cái lá nó cũng giống như vậy. Rồi, vì chính xác là lá sung. Lá sung. Lá xoài nè, mình ăn lá xoài thì lá xoài non thì thường là nó sẽ có vị gì? Lá xoài non hình như là nó có cái vị chua và vị chát luôn. Ngày hôm xoài non là chua chua thơm thơm nha. Xoài non mùa này chưa ngon đâu, mùa mưa ngon nữa. Thơm mùi xoài, hơi nhẵn nhẵn. Những lá xoài mới thơm mùi cấp chứ. Cái con tôm này muốn để vô nhưng mà sợ nó đâm á. Nó to quá à, sợ nó đâm. Có mấy cái gai á. Mấy cái râu á. Xong rồi ăn con tép hơn. Con tép nó dễ ăn. Mình cuốn như vậy nha. Đó. Cuốn như vậy và cái lá ở ngoài đó là lá sung. Ở trong này là sẽ có là cái nhân nè, cái nhân bánh nè và cái vỏ bánh ở trong này. Mà mình ăn nhanh á thì cái vỏ bánh ở ngoài rìa này nó sẽ giòn hơn. Ở trong thì nó sẽ dẻo dẻo. Cái nước mắm này vừa ăn chua chua ngọt ngọt. Cái đồ chua thì nó thấm cái gia vị á. Ừ.
Trời ơi, khách đông ghê mà. Khách đi rất nhiều quý vị. Bắt đầu đi lên núi lại á. Giờ này là giờ mát nha cả nhà. Từ sáng cho tới lúc 10 giờ, 11 giờ thì có thời tiết hơi nắng, ấm. Còn bây giờ bắt đầu là 12 giờ 20. Cái bầu trời sẽ hơi âm u nhưng mà mát lắm. Không mưa. Núi Cấm này theo cái địa hình mà nếu phát triển đúng hướng có thể giống như Sapa chứ. Nó cũng rất là rộng. Không cần đầu tư thêm nhiều hạng mục nữa. Thì không khí nó mát lắm. Ở trên núi Cấm có rất là nhiều câu chuyện ly kỳ và huyền bí. Núi Cấm còn nhiều hang núi chưa ai dám vào. Xong thì còn rất sẽ quay linh. Trở lại. Sẽ quay trở lại tiếp tục. Tâm tươi nha. Giờ thì cả nhà ơi, bà Song Thủy sẽ chia sẻ cái thông tin địa chỉ ở đây nha. Ủa đâu rồi? Đây, cơ sở ăn uống giải khát, ăn uống giải khát nha. Huy Hoàng, bánh xèo rau rừng, chay mặn, giá bình dân. Ở đây được có số điện thoại nữa. 0167 343 5131. Nếu mà cả nhà đi đông hoặc khách đoàn thì có thể là liên hệ trước để mà được phục vụ chu đáo hơn nha. Còn ở đối diện Song Hỷ là có một cái bảng giá, khi mà mình bước vào á thì sẽ có giá đồ ăn nè, thức uống nè. Bánh xèo chay thì một cái 15.000, bánh xèo mặn thì một cái 25.000. Nếu mà mình ăn theo phần mà combo hai cái thì mình sẽ nhân lên. Thì mì hủ tiếu thì giá 50.000, còn cơm chay thì 30.000. Còn mà cơm sườn là giá 50.000 và nước uống thì có giá trên những cái bảng, nên là mình không có sợ mà bị giá cao hoặc là chặt chém nha. Còn hôm nay thì Song Hỷ là một ngày của Song Hỷ cũng rất là đặc biệt, được trải nghiệm hồ Hủy Liêm và cho cũng quay trở lại để cho những em cá siêu to khổng lồ ăn những bữa ăn. Tuy là thời tiết nơi hơi khó, hơi là khắc nghiệt xíu, nước thì cũng giật, nhưng mà cũng được nhiều bà con đến để mà du lịch rồi chiêm ngưỡng lễ bái. Cũng ngoài đó thì cũng cho các em cá cũng có những cái đồ ăn để mà duy trì sự sống của nó. Thứ nhất là các em có đồ ăn, thứ nhì các cô bác mà bán đồ ăn thêm chi phí để sinh hoạt gia đình. Ngoài ra thì cũng có các cô chú bán những quà lưu niệm, thức ăn, cũng có thêm một cái công việc để mà giúp cho cái đời sống của mình tốt hơn. Hy vọng ông bà cô chú khi mà đi đến An Giang cũng có một cái nơi, cũng một địa danh, địa điểm để mà mình có thể du lịch, trải nghiệm. Và cái khu mà núi Cấm trên này thì còn gọi là Đà Lạt miền Tây. Mình lên trên này là giống như một cái thiên đàng khác vậy, một cái không khí rất là trong lành. Và núi non thì hùng vĩ. Thì hy vọng ông bà cô chú đi giếng xong thì cũng có thể thưởng thức những cái món đặc sản, đó là bánh xèo. Giá thì tương đối bình dân. Và nhớ là xem giá trước khi mà dùng nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị. Hẹn cả nhà vào lúc 16-18 giờ mỗi ngày để ra những video mới nhất của Song Hỷ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị ạ. Bye bye.